bác út trai với bác út gái dẫn bà của Hoa và nhóm đi ăn bún mọc. Đây là tô bún mọc của Hoa nè. Bún mọc, bún sườn chả. Cái này là ở Quế, ở ngoài Quế vô đây bán ha anh Út. Bác cái hơi nước lên camera. Rồi cái này dùng bút mọc. Ok. À. Đói ăn rau, rau uống thuốc. Ăn rau. Đã thật là hết. Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt tại phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thì hôm qua ba của Hoa đến đây buổi trưa, cưa cũng gần chục cây trà bông vàng á. Thì chiều rồi nên ba của Hoa chừa lại hai cái phần nhánh. Hôm nay thì sẽ cưa tiếp tục. Xin mời quý vị cùng theo dõi xem ba của Hoa sẽ cưa hạ hai cây tràm bông vàng này như thế nào nha. Hôm nay bầu trời không được đẹp tối, nên quay mà có tối thì mình cũng còn cũng mong quý vị thông cảm rồi đó cho thôi. Bỏ qua cho thôi. Cái xì dây đó thì hôm qua ba của Hoa còn treo trên cây luôn. Hình như là vào đợt bão á, nên trời cũng hơi tối, mong quý vị thông cảm cho Hoa nha. Leo lên một cái nhánh to to phía bên này để treo treo qua cái cây bên này. Cái hôm qua thì bác đồng có leo lên để treo con sợi dây bên đó. Tại vì cái nhánh cái thân này nó ve về cái mái nhà nè. Bà của Hoa sử dụng cái dây treo bên cây nhỏ bên đây nè. Bà của Hoa treo có một sợi dây ở phía trên ha. Quá trời, cái nhánh bự. Cái thằng đọt nó tới dưới cây chuối luôn, mùi chuối luôn. Đây cái xào đồ. Xào đồ cưng ơi. Xuống bớt đi, qua coi. Hồi xuống luôn được anh Cường ơi. Kéo qua cho nó. Cho nó qua được rồi. Rồi nó quay qua đó. Rồi. Ủa nó dập quá này. Hai tấc hơn nữa. Thôi em qua đập ngay chỗ này. Thank you.
bà của họ cưa mở miệng và rồi cưa cho nó bay ra xa. Cái này cho anh xài quá trời, nó đưa cái phần nhánh ra tới ngoài đây luôn. Cái nhánh giòn cái cục u nằm đó là cái nhánh chùm gửi gửi lên đó cả nhà, gửi lên nào mà cái nhánh chết luôn. Bác Út với em Cường với anh Di kích cái sợi dây nè cho cái nhánh nó cóc lên trên cao. Anh Cường với bác Út kéo một cái hai cái cây câu đầu lại luôn, quá lực. Video thì cái cây ở trên thì nó giặt không có mạnh, nhưng mà nhìn ở ngoài thì nhìn nó giặt một cái rất là mạnh luôn đó. Để giống hình tam giác đó. Cái sợi dây cột mày nhìn kích dây xong thì nó cất cái đầu lên được chút xíu nè, nãy nó nằm xà ngang rất là nhiều. Ngày sức nặng của hai gốc cây qua ba cái qua bên kia luôn. Đèn cái ổi rồi. Dính cái ổi rồi. Cái ổi cao ghê. Anh Cường chơi giặt cái cây phía trên quá nên là nó vừa qua tới là nó buông dây luôn. Vừa cây ở trên. Không biết cái phần này bà cũng hòa có cột và cưa hạ gốc luôn không? Nguyên cây luôn không? Ờ nguyên cây luôn à. Em Cường thì căng cái sợi dây qua tới bên cây tràm tay tượng này kia.
cây đó hoành 270 luôn á. Cây cây tràm cây tượng to lắm chị. Bỏ lấy đèn xuống nha. Bà ba của Hoa đã cột dây xong rồi. Bà vẫn lấy cái cây nhỏ kế bên này để treo nguyên cái phần thân của cây bên mái nhà. Hướng bên đây là cái này, nó sẽ quơ ngược bên đây. Tại vì bên đây nó đang nghiêng về bên đây. Ê, cái cây nó nằm nghiêng vào trong mái nhà.
lên dùng quá rồi. Thôi con Hai chắc đi lấy mấy cưa khác. Thôi con Hai tăng sên. Nó trả ngược lại nó cong chiều cong nó xuống kìa là nó phải bật cái chớn á, cái đồng bẫy đó bật lên nó cái chớn nó nảy lên. Dạ này mà nãy không còn cột dây nữa nó giật dữ nữa này nó giật lên nó lùi lại nó sàn qua vô trong đó xa lắm. Dạ sàn vô trong mấy nhà dắt nhà chứ thì còn cái cây kia để ngã qua đó luôn chứ giờ ngã qua đây là chúng mấy cây mít của người ta. Dạ. Nó ngã về đây thì mắt tao nó cắt thì nó cực. Cây này thì để cưa sau. Còn cưa mấy cây ở phía trong. Ở đây thì còn cái ổ ong nên là cho là cây bự nó có ổ ong á nên ba của họ sẽ để cưa sau. Và cái cây này thì cũng gần ổ ong nữa. Cái ổ ong ở đây. Sợ nó quẹt trúng ổ ong là mình khỏi cưa luôn. Nãy ba của Hoa có cưa cây bên đây rồi. Giờ em Cường sẽ cưa cây bên đây. Ồ, cưa hạ gốc luôn hả? Nãy giờ Hoa tưởng leo lên mé nữa ai vậy là em Cường cưa hạ gốc luôn. Nó nghiêng nhưng mà ba của Hoa vẫn nhờ cô Be để vào để đẩy phụ cái phần cây này. Tấp ngược vào trong mấy nhà. Đó, lắm, đó.
trời gió luôn. Mới để cái cần vô là hay gung gung. Thôi chạy trốn. Sợ trả cái gốc lại. Rồi thấy không bọng nữa là vui luôn. Người tươi đàn ăn cũng ngon rồi quá. Đây là một cái niềm vui nhỏ nhỏ trong cái công việc mà đi mua cây á, cái gì cũng ba của Hoa cũng ba của Hoa và em Cường cũng đã hoàn thành xong hai cây tràm bông vàng rồi. Hoa cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.